my lane fast, call it high speed. I've been working. Tại phòng học tập của Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân, Trung tá Kiều Việt Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn, đang lên lớp cho phi công về quy chế hoạt động của trường bắn Hòn Tí, nơi diễn ra buổi thực hành bắn ném bom đạn thật mục tiêu trên biển đối với các Sư đoàn Không quân 370, 371 và 372 của Quân chủng Phòng không Không quân. Nếu trên đường đi mà hỏng một cái điện từ hồi sinh đến vũ khí thì các ông chí là đơn chức, như đội tôi đang nói trường hỏng một cái điện hỏng toàn cán bộ đấy, thì các ông chí là chủ động các sự nguyên độ cao hay hành trình các ông chí thông qua trên kia đến vòng một, các ông chí lấy hướng 347 độ về vũ khí. Đạt thành tích xuất sắc với hai lần công kích mục tiêu thành công trong đợt thực hành bắn ném bom đạn thật mặt đất tại trường bia TB2 vừa qua, Thượng úy Vũ Anh Tú, phi công phi đội 2, Trung đoàn Không quân 929, Sư đoàn Không quân 372, tiếp tục được lựa chọn tham gia bắn ném trên biển tại trường bia Hòn Tí, tỉnh Bình Thuận. Tích cực nghiên cứu bản đồ, địa hình, địa tiêu, các phương án hoạt động bắn ném bom trên trường bia biển. Trao đổi, chia sẻ với đồng đội về quy chế trường bia, trường bắn là cách mà Tú học tập để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Điều đó giúp Tú thêm vững vàng về bản lĩnh, cũng như tự tin về năng lực, trình độ của mình. Thì tôi đã phải nghiên cứu bản đồ, địa hình, địa vật, sử dụng cái thứ tự sử dụng vũ khí đối với ném bom, bắn đạn thật trên trường biển. Mà thêm vào đó là được sự hướng dẫn và chỉ đạo rất là nhiệt tình của các chỉ huy cấp, đặc biệt là các giáo viên là phi công có rất nhiều kinh nghiệm trong các đợt bắn ném năm về trước. Mỗi chuyến bay dù là huấn luyện hay làm các nhiệm vụ khác đều liên quan tới nhiều lực lượng như chỉ huy, dẫn đường, kỹ thuật, hậu cần, radar. Mỗi chuyến bay muốn đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, đòi hỏi công tác chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng liên quan phải chính xác trong từng mệnh lệnh, động tác, thực hiện đúng theo kế hoạch và khoa mục bay. Làm thế nào để tránh hỏng hóc phát sinh? Làm thế nào để có vũ khí trang bị tốt nhất cho phi công bay an toàn, đạt hiệu quả tốt là công việc mà những nhân viên kỹ thuật hàng không phải đảm nhiệm. Đặc biệt, trong thực hành bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt biển, nhiệm vụ này càng được đặc biệt chú trọng. Để thực hiện như thế thì thường xuyên phải học tập, nâng cao, cũng như là rèn luyện, học hành, học thực tế để nắm vững nhiều lĩnh động tác và làm chặt chẽ từng bước. Quản lý chặt về từ quân số, trang thiết bị kỹ thuật và từ đó thì làm đúng đủ các bước và đảm bảo tốt thực hiện biện pháp an toàn, đặc biệt là trong quá trình khai thác và sử dụng vũ khí. Để tổ chức thực hành bắn ném bom đạn thật mục tiêu mặt biển đối với các sư đoàn Không quân 370, 371 và 372 tại trường bắn Hòn Tí, tỉnh Bình Thuận, Quân chủng Phòng không Không quân đã lập kế hoạch rất chặt chẽ, cụ thể. Đây là đợt kiểm tra ném bom, bắn đạn thật thứ 3 của quân chủng từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, đợt bắn ném này phức tạp hơn nhiều so với các lần trước, với sự tham gia của 10 trung đoàn không quân cùng các loại máy bay Su-30 MK2, Su-27, Su-22 và trực thăng vũ trang Mi-8 cất cánh từ 3 sân bay Bình Định, Phan Rang và Đồng Nai, quãng đường di chuyển xa hàng trăm km tới đảo Hòn Hải, tỉnh Bình Thuận. Trường bia TB5 nó tương đối xa so với một số vị trí, ví dụ như là phi công của tôi cất cánh tại sân bay Phú Cát đến hoạt động tại trường bia TB5, tổng thời gian của chuyến bay nó xấp xỉ 2 giờ đồng hồ, càng đòi hỏi phi công có cái sự tập trung cao độ trong cái thực hiện nhiệm vụ này. Thì chúng tôi đã giáo dục quán triệt nâng cao cái tinh thần trách nhiệm rồi ý thức thực hành các cái nhiệm vụ của thành phần bay, và ngoài ra thì công tác huấn luyện đào tạo tập luyện cho phi công bay những cái bài bay trên biển cho đến những cái yêu cầu kỹ thuật và trình độ nắm bắt về kỹ thuật hàng không chúng tôi yêu cầu cao hơn. Bên cạnh hoạt động bay biển xa, quãng đường dài thì thực hành bắn ném bom đạn thật trên biển còn có những khó khăn nhất định về điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng. Trên biển không có địa tiêu gây trở ngại cho phi công trong quá trình ngắm bắn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu xảy ra bất trắc thì công tác cứu hộ trên biển cũng phức tạp hơn nhiều so với trên đất liền.
Chính vì vậy, ngoài chuẩn bị kiến thức chuyên môn tốt, mỗi phi công cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý để quyết tâm, tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ. Bản thân là rất là bỡ ngỡ, tại vì trường bia biển là trường bia rất phức tạp và khó so với trường bia đất liền. Nên là cảm xúc rất là hồi hộp. Biển thì thời tiết là thay đổi xấu đột ngột, nên là mình rất là lo lắng về thời tiết tại Tây Việt Nam. Bay biển là bay phức tạp, dễ căng thẳng, mệt mỏi, cảm giác sai. Là phi công cần phải tập trung tinh lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bắn ném. Trong quá trình huấn luyện khu vực biển, rồi ngắm xem trực tiếp biển và làm nhiệm vụ tuần tiễu trên biển, những người giáo viên của trung đoàn, đặc biệt là những người trực tiếp kèm cặp các đồng chí đã chỉ cho phi công trẻ biết là những cái yếu tố tác động tâm lý đặc thù mà để phi công luôn luôn là nắm và hiểu rõ được cái đặc điểm như thế, giúp cho phi công trong quá trình thực hiện và sử dụng vũ khí trên biển. Năm nay, quân chủng phòng không không quân đề ra nhiều khoa mục khó, đưa phi công vào các tình huống chiến thuật phức tạp như bay thấp, kéo cao, bổ nhào, công kích trực tiếp. Lực lượng phi công tham gia đợt bắn, ném lần này chủ yếu là đội ngũ phi công trẻ, qua đào tạo từ máy bay sơ cấp lên thẳng Su-22, Su-27 và Su-30. Đây là đội ngũ phi công kế cận thực hiện các nhiệm vụ mới của các đơn vị trong thời gian tới. Kết quả, tất cả các lượt bắn, ném đều đạt khá, giỏi và xuất sắc. Các phi công tổ bay đều hoàn thành tốt yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn về sử dụng ứng dụng vũ khí trên máy bay Su-30 để trau dồi cho bản thân mình về trình độ, năng lực, tác chiến cũng như là sử dụng các loại vũ khí để góp phần nhỏ bé của mình để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước. Hiện nay, quân chủng phòng không không quân đưa khoa mục bắn ném mục tiêu trên biển với các loại hình bay thấp, độ cao cực thấp, vòng chiến đấu lên gấp, bổ nhào, bắn mục tiêu. Đó là bài bay cực khó đối với các phi công. Chính vì vậy, các phi công đều phải trải qua lần lượt các bài bay từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, kiểm tra đạt kết quả tốt mới đủ tiêu chí tham gia bắn ném trên biển. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi yếu lĩnh động tác, số liệu bay, công tác hiệp đồng giữa trên không và mặt đất đều phải vô cùng nhuần nhuyễn, bởi nếu có bất cứ sai sót nào sẽ gây mất an toàn bay. Từ những khâu đào tạo lớp thế hệ trẻ, tiếp bước cái truyền thống cha anh và cùng với trung đoàn, sư đoàn cố gắng để làm sao mà phát triển một cái đơn vị chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua cái ban bay này thì chúng tôi cũng đã đánh giá được rất sát với trình độ và khả năng chỉ huy, điều hành và tổ chức hiệp đồng bảo đảm với các lực lượng giữa các trung đoàn, giữa đất liền với máy bay, dưới mặt đất với thành phần tổ bay và phi công, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho bộ đội huấn luyện tiếp và tăng cường các cái hoạt động bay trên biển và đặc biệt là biển xa và biển đêm. Và sau này chúng tôi cũng sẽ đề nghị cho bộ đội bắn đêm trên biển. Với 28 lần chuyến bay sử dụng vũ khí được thực hiện thành công, đợt bay bắn ném bom đạn thật trên biển năm nay đã phản ánh đúng kết quả huấn luyện chiến đấu của các đơn vị trong quân chủng không ngừng được nâng cao, đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh tác chiến trên biển của đội ngũ phi công và tổ bay, trình độ chỉ huy bay, khả năng đảm bảo cho hoạt động bay biển của các đơn vị. Qua đó, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị không quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.